15 Pro Max thay kính lưng, 99.9999% thợ nhìn không ra. Gửi vô hãng Apple luôn, cũng bảo hành luôn, bể kính cho đã thay kính lưng khác, nhìn không ra luôn. Nhưng em mới có cách chứ, chứ làm sao mà không chỉ anh em cho được đúng không? Thứ nhất á, trên thị trường có 3 loại kính. Em mới chứ có 3 loại kính thay kính lưng nha. Một á là anh em thay kính lô. Kính lô á nó có 3 cái lỗ để làm chi anh em nhớ việc đặt vô thôi là xong. Anh em hình dung không? Nè, kính lưng nè, nó có 3 cái lỗ. À, anh em với việc đặt vô anh em dán ron là cái là xong đúng không? Loại thứ hai là loại giống dày, nó có 3 cái mắt cam dày, ịt vô một cái là xong đúng không? Nhưng cái kính của nó không phải là kính sapphire, sapphire đó. Thứ hai nữa, cụm flash với lại cái lidar, lại cụm mic của nó nhìn rất là dại, cái lỗ nó quét nó không có được bo cong bén bén tròn tròn đẹp đẹp như vậy đâu. Còn loại thứ ba đó, em nói luôn là đỉnh cao nhất luôn nha, là thay kính lưng zin bóc máy từ một cái máy khác qua. Kính lưng zin bóc máy từ một cái máy khác qua là nhìn khỏi biết luôn. Và chưa hết nha, đây trong cài đặt của máy không báo một dòng nào hết linh kiện hệ thống mặt sau gì đúng không? Đây anh em đâu có cần sàn cái cụm sạc không dây và cái mic qua đâu, thì có nghĩa là anh em thay một cái kính lưng từ một cái máy khác qua, anh em chỉ việc mở máy lên thôi và xài nó vẫn hoạt động full này, đủ chức năng, có mic, test mic có mic, sạc không dây test sạc không dây, có sạc không dây, thì làm sao mà biết được là cái kính lưng nó kính lưng zin hay không zin của máy đúng không? Zin nguyên bản từ đầu đúng không, nó từng mở ra hay chưa đúng không? Thì có một cách thôi, em nói thiệt. Thứ nhất là anh em nhìn bên ngoài á, nhìn bên ngoài á, em nói nghe nè, này cái lưng zin, kính lưng zin đây bể rồi nè, thay từ một cái lưng zin của một cái máy khác qua thì nó tầm khoảng 2 triệu á, còn kính lưng mà linh kiện á tầm khoảng 400 ngàn á, mà kính lưng nó kèm 3 cái mắt cam phay á dễ chày xước nó tầm khoảng chắc 600 á. Anh em nhìn á bên hông của cái viền kính này nè, anh em nhìn giữa cái kính như là cái viền này nè, anh em coi cái vết mẻ từ bên trong ra không, là vết nảy á, anh em hình dung không? Vết mẻ từ bên trong ra không á, à kiểu gì nè, đó nó có vết mẻ, nó có vết mẻ nè, đó nó tẩy từ bên trong ra thì có thể nó bị cứng móp hoặc dập rất nhẹ nha. Em nói là nhìn phải cực kỳ tỉ mỉ mới thấy nha, chứ không phải do lỗi Apple sản xuất đâu mà hả nhìn nó khó thấy đâu đó. Thứ nhất là nhìn viền bên trong, thứ hai là may mắn, em nói ví dụ may mắn ở cụm cam này nó có vân tay là ai ịnh cái tay vô á, nhưng mà cái này thì không có, không bụi không vân tay. Rồi thì cách thứ ba là làm sao test áp suất, áp suất mà dán lại á, có cái loại ví dụ mà anh em chích keo B7000 á, ở đó anh em dán lại cái kiểu thì nó cũng có áp thôi mà áp nó sẽ yếu. Anh em lấy cái kẹp bướm này nè, đó anh em lấy cái kẹp này nè, đó anh em kẹp mấy cái góc lại thì cho nó ép cái ron xuống đúng không, thì nhìn nó vẫn biết. Ê, thổi áp thì nó vẫn biết vì áp nó yếu lắm. Còn ví dụ có ví dụ nha, em nói sau này Apple sản xuất cái ron này và tụi nó tuồn ở được thì sao, cái ron zin này nè, thì nhìn khỏi biết luôn. Em nói thiệt, thành ra chỉ có nhờ Apple fit lại bằng phần mềm thôi. Là sao? Có nghĩa là nhìn vô cài đặt đã thay lưng không sàn cái này, không có nảy cái này lên sàn qua thì nó báo là hệ thống mặt sau chẳng hạn, không xác định chẳng hạn, thì ok, nhìn rất là dễ. Em mong là Apple cập nhật giùm em cái tính năng đó đi. Còn bây giờ một cái lưng zin nè, đó cái lưng này bãi đúng không, thay một cái lưng zin từ máy khác bóc qua nha, không thèm lấy lại cái mic với lại cái này nha, trong cài đặt không hề báo một dòng nào hết. Chỉ có thứ thay đổi khác biệt duy nhất thôi, đó là cái ron. Đây nè, cái ron áp nó giống vậy nè, kiểu giống vậy, em dán lại nè. Đây nè. Cái ron áp nó cũng kiểu giống vậy. Đó, mình dán lại cái mặt lưng cái là xong. Anh em hình dung không? Thì cái khác biệt nhất là cái ron này ron phay. Ron pha kè. Nó không có giống cái ron zin. Cái ron zin của Apple nó bị chai mà nó dễ khô lắm. Mở ra mở vô nó dễ mất áp. Nói chung là mở ra là bỏ đó. Mở ra là bỏ nha, thì dễ mất áp lắm. Còn bây giờ nhìn á, em nói thiệt luôn, nhìn bên ngoài là rất khó thấy, kể cả kỹ thuật của Apple đi bảo hành. Em nói thiệt, có nhiều ông nội á, gửi Apple đi bảo hành bùa á, bể kính lưng xong thay kính lưng zin rồi mới khác vào á, và dán lại cái ron áp á. Em nói dán lại ron áp nha, Apple nhìn nó vẫn nhiều nhiều cây đấy, nó vẫn nhận bảo hành luôn, nó không trả về luôn. Nó đang lắc đầu bỏ tay luôn. Còn kính lưng với bồi kính zin thì nó nè, nó vậy nè, nó anh em nhìn bên trong, em mới từng lên bài, em chửi rồi, kính lưng này rất dễ bể hơn cái thằng 14 đồng mắt. Và nhiều người đem mà cái vỏ vô mà làm thiết kế cho Apple đi đấy. Cái lưng zin của nó đây, nó chỉ được mỗi cái này thôi, có tấm backplate là bằng thép thôi. Còn lại nguyên cái này là toàn là miếng từ, cách từ hay là cách nhiệt vậy đó. Đó, là cái kính là kính không này nè. Cái kính này á thì ở dưới của nó là lớp màu. Nó không có như 15 và 15 plus nha, là màu kính nó trộn vô trong kính luôn. Cái này nó chỉ tráng một cái lớp màu ở giữa lớp kính thôi, thành ra khi anh em cạo đi á,
thì ở dưới này nó sẽ bị chốc thủy nè, anh em thấy chưa, đây em cạo nè, nó bị chốc thủy nè, em thấy không, cái màu nó dán ở mặt dưới đó, nó chỉ vậy thôi. Cuối cùng anh em đi mua máy, em nói thiệt, anh em mua máy cũ 15 đồng mắt thì anh em lưu ý giúp em là test app làm sao, anh em mút hoặc thổi, anh em kiếm trên máy một cái lỗ nào đó, anh em dặn ra anh em thổi hoặc mút giúp em nha. Ví dụ hai góc đít này anh em mở ra, máy Mỹ nó không khai sim đúng không, thì em mở ra anh em thổi mút giùm em cái nha. Còn nếu mà máy mã Mỹ, máy mã VN thì thôi anh lấy cây sim ra anh em kề mỏ vô anh em mút, không áp loại luôn cho em, khỏi on đơ vậy trơn. Còn có áp thì nó mới thiệt luôn, mình nên mở bên trong kiểm tra, có áp cũng nên mở bên trong kiểm tra nha. Còn đóng lại thì hiện giờ cái ron mày ron nhắn lại sẽ hơi yếu nha, anh em thông cảm, anh em phải nên là có kinh nghiệm cái chuyện đó nha. Còn được thì thôi, mình có điều kiện chút mình mua máy mới, đã mua lên tới 15 đồng mắt rồi thì thôi mua máy mới nha. Này em khuyên thì máy mới nó cũng lật cho máy cũ có tầm 2 triệu thôi, thôi mua máy mới bà ra rồi, đầu tiên nó lật 15-20 triệu. Em khuyên mấy anh em thôi đừng có mua, đầu cơ thích tự đặt bên nước ngoài, book bách bo đi bên nước ngoài mà nhập, còn không bằng bây giờ đi mua máy mới nó rẻ lắm rồi, không đáng mà đi mua máy cũ đâu. Rồi thế nha.